Chào xin năm cho anh em nhà mọt. Chắc hẳn anh em không còn xa lạ gì với hình ảnh những đặc vụ mặc vest đen, đeo kính đen, da cũng đen, thậm chí là cái ấy cũng đen luôn. Chém thế thôi, hôm nay mà sẽ mang đến cho anh em một đặc vụ, à không phải, phải là hai đặc vụ mới đúng. Sứ mệnh của họ là tiêu diệt những người ngoài hành tinh xấu xa để bảo vệ trái đất. Anh em biết họ là ai không? Nếu không biết thì chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với Morphin Plus. Trong video này, năm cho anh em sẽ phải cười tẹt ga với đặc vụ áo đen và cách tiêu diệt người ngoài hành tinh khát máu nhất. Anh em ủn đít để mọt bắt đầu nào! Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 3. Men in Black năm 1997, đặc vụ áo đen. Is that letter? Chuyện bắt đầu vào buổi tối nọ tại vùng ngoại ô New York, một phi thuyền của người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Thanh niên Edgar vác súng ra xem gặp thằng nào chạy Exciter thì bắn bỏ miệng nó luôn, nhưng chả gặp thằng nào cả, chỉ nghe thấy giọng nói yêu cầu cu cậu bỏ súng xuống. Éo nhé, có chết tao cũng không bỏ. May thì cứng đầu à, người ngoài hành tinh chiếm lấy cơ thể của Edgar luôn và ngay, hắn ta còn giết luôn cả một người diệt côn trùng mới bố láo chữa lị. Nhưng thôi cứ để thằng này qua một bên đã. MIB là một cơ quan bí mật có nhiệm vụ bảo vệ trái đất và kiểm soát những người ngoài hành tinh. Tổ chức này đã tuyển chọn được những thành viên ưu tú, nhưng ưu tú nhất trong số đó có lẽ là sĩ quan ngầm James. Anh thể hiện rất tốt trong bài thi tiêu diệt người ngoài hành tinh, chỉ cần bắn một phát đạn là trúng luôn sinh vật ngoài hành tinh nguy hiểm nhất. Thế là James được chọn vào làm việc cho tổ chức. Cấp trên đưa anh tới căn cứ, tại đây thì cái vẹo gì cũng lạ hoắc luôn, còn có cả nhân viên là sinh vật ngoài hành tinh. Nhiệm vụ của họ là theo dõi những sinh vật ngoài hành tinh giả dạng con người. James mặc đồng phục lên và chính thức trở thành đặc vụ áo đen có biệt danh đặc vụ J. Nhiệm vụ đầu tiên của đặc vụ J là gì anh em biết không? Đó là đi đỡ đẻ. Không phải đỡ đẻ cho bình thường đâu, mà là đỡ đẻ cho sinh vật ngoài hành tinh ấy. Nhìn sinh vật bé bỏng mới đẻ ra này, đáng yêu quá đi. Quay lại với thằng Edgar, nó nhận nhiệm vụ lấy cắp thiết bị có tên The Galaxy. Chắc ông lão mang theo con mèo này đang giữ nó rồi. Edgar cải trang thành nhân viên phục vụ, giết chết ông lão rồi lấy đi một vật trên bàn. Hình như đây không phải thứ mình cần rồi. Mấy hôm sau, đặc vụ K và đặc vụ J bắt đầu đi điều tra việc này. Đặc vụ K suy đoán rằng đây có thể là do bộ tộc côn trùng thích uống nước đã tới xâm chiếm trái đất. Giờ thì căng rồi, lại chả căng quá đi ấy chứ. Không lâu sau thì tàu chiến của người ngoài hành tinh đang tiến tới trái đất. Đặc vụ K đưa đặc vụ J đi chọn vũ khí để chiến đấu. Cái nhỏ tí xíu như cái bơm xe đạp thế này thì bắn nhau cái gì? Tuy nó nhỏ nhưng nó có võ đấy nhé, bắn thử phát biết ngay mà. Thằng Edgar chạy rồi, bắn phát nữa đi. Bắn lại phát nữa xem nào. Súng mạnh thật đấy nhưng thằng Edgar vẫn thoát kìa. Để tìm thêm manh mối, hai đặc vụ tìm tới chuyên gia hàng đầu của hệ ngân hà. Không ai khác, đó chính là một con chó. Đặc vụ J lần theo thông tin mà con chó cung cấp, thằng Edgar đang tìm viên bi chứa nguồn năng lượng cực lớn được treo ở cổ con mèo. Sau khi lấy được viên bi, nó liền nuốt vào bụng rồi lên phi thuyền bỏ đi. Sau khi bị hai đặc vụ bắn hạ thì Edgar buộc phải đầu hàng. Nó giả vờ đầu hàng để biến hình thành con rắn siêu to khổng lồ. Đặc vụ K chạy đến và bảo mày ngon thì nuốt tao vào bụng đi. Ơ thì nuốt, tao sợ mày à. Theo kế hoạch thì đặc vụ J ở bên ngoài tìm mọi cách để câu giờ. Còn câu giờ để làm gì á? Để đặc vụ K ở trong bụng con rắn hành động thôi. Con rắn chết chưa anh em nhỉ? Giờ thì nó chết rồi đấy. 2. Men in Black 2 năm 2002, đặc vụ áo đen 2. You silly little man. Damn! Anh em tạm rời xa mấy đứa ngoài hành tinh xấu hơn con gấu để đến với sinh vật nhỏ nhắn dễ thương này nhé. Mày cũng đánh đáo quá nhỉ? Sau đó nó biến hình thành một em gái ngon từ thịt ngọt từ xương. Nói chung là em nó ngon lắm, mỗi tội các ông không ăn được thôi. Tên em nó là Selena.
Trong khi đó, đặc vụ Jay và đồng nghiệp đang giải quyết một con quái vật khác. Nó chỉ cần ngoạn nhẹ một cái là bay luôn cả chục toa tàu rồi. Trước sự điên loạn của con quái vật, đặc vụ Jay phải tiêm cho nó ít thuốc an thần. Nhưng đã xong đâu, phải lấy súng ra dọa thì nó mới sợ. Còn Selena lúc này đã tìm tới thanh niên đầu to đầu nhỏ này. Mụ cha hỏi hắn về ánh sáng của Jatha. Nó ở tiệm bánh pizza ấy. Selena lắp cóc tới tiệm bánh pizza để hỏi. Ta không biết đâu, mai nó mới xuất hiện cơ. Đi mỏi chân nãy giờ bực cả mình ra. Tất cả những việc này đã bị cô gái phục vụ tên Laura nhìn thấy. Cấp trên nhận tin liền giao cho đặc vụ Jay giải quyết vụ này. Đặc vụ Jay chọn cho mình một đồng nghiệp là một con cờ hó. Trông cũng ai phết đấy chứ. Đặc vụ Jay phát hiện ra con tàu mà Selena dùng để tới trái đất. Cấp trên mới giải thích về ánh sáng của Jatha cho Jay hiểu. Vụ này quá khó, một mình Jay không làm nổi. Thế là đành phải tìm đặc vụ Kay quay lại giúp đỡ. Sau khi vụ trước thì Kay đã bị xóa trí nhớ và trở thành một người đưa thư bình thường. Nhưng MIB vẫn âm thầm cho những người ngoài hành tinh tới để bảo vệ Kay. Đặc vụ Jay bèn đưa Kay về căn cứ để khôi phục lại trí nhớ. Khổ nỗi mới mặc được bộ quần áo cũ thì con mụ Selena đã mò tới đây. Jay lại phải mang Kay theo lối thoát hiểm đi ra ngoài. Việc thăm dò tình hình trong căn cứ được giao lại cho đồng nghiệp cờ hó phụ trách. Đặc vụ Jay tìm tới một người bạn là người ngoài hành tinh để khôi phục trí nhớ cho Kay. Tỉnh dậy đi ông bạn ra. À tỉnh rồi, nhưng cũng không thoát được đâu. Con mụ Selena sai một đám người ngoài hành tinh đi bắt Jay và Kay rồi. Bọn nó tới phang cho Jay một trận sấp mặt lợn luôn. Chúng mày cắn trộm Jay thì được, chứ thử cắn trộm Kay xem có cắn được phát nào không. Giải quyết xong đám này, cả hai tới cửa hàng pizza để đón Laura. Tại đây, họ cũng tìm được manh mối là một chiếc chìa khóa. Để đảm bảo an toàn cho Laura, Jay mang cô tới nhờ đám người ngoài hành tinh bảo vệ. Khổ nỗi con mụ Selena nó thính hơn cả chó, nó đã biết và bắt Laura về. Thế là đặc vụ Jay và đặc vụ Kay cùng đám người ngoài hành tinh phải lên đồ để đi giải cứu cho Laura. Không chấp nhận bị bắt để Jay có thể đi tìm Laura. Tìm thấy rồi nhưng để cứu em nó thì phải bước qua xác thằng này đã. Thế này thì ai mà đánh lại được? Với mấy ông thì không, chứ đặc vụ Jay thì có đây nhé. Bọn này thì nhằm nhò gì, con boss là Selena Jay còn chẳng sợ nữa là. Trên đường đi, Kay nói rằng để trái đất không bị tiêu diệt, phải đưa Laura tới địa điểm trước khi đồng hồ đếm ngược về không. Nhưng con mụ Selena bám dai như đỉa ấy, Jay phải lừa mãi mụ mới chịu vào hầm của ga tàu điện ngầm vàng. Ngon rồi, việc phải làm tiếp theo là đưa Laura về hành tinh của mình vì cô chính là ngọn lửa Jatha. Chưa kịp đi thì con mụ Selena lại đến, đùa chứ mày dai hơn đỉa rồi đấy. Thôi được rồi, để hai đặc vụ chốt hạ cho xe này. Một, Men in Black 3 năm 2012, đặc vụ áo đen 3. Lần này, kẻ thù của đặc vụ áo đen không còn xinh gái nữa mà là thằng Boris vô cùng độc ác. Hắn thuộc chủng tộc Boglodai, vì gây ra quá nhiều tội ác nên bị đặc vụ áo đen cắt cụt tay và giam vào một nhà tù an ninh bậc nhất mặt trăng. Ấy thế nào mà một em gái bán bưởi lại lẩn được vào đây để giải thoát cho hắn. Không còn bị trói nên những nhân viên an ninh làm sao có thể khống chế được Boris. Để cảm ơn em gái đã giải thoát cho mình, Boris tặng luôn cho em nó cái chết. Tin tức vụ Boris vượt ngục rất nhanh đã tới tai hai đặc vụ Jay và Kay. Cả hai tìm tới quán ăn để tìm manh mối. Bây giờ ở đây vẫn còn rất nhiều tay sai của hắn. Bọn lâu la này sao ăn được đặc vụ cơ chứ? Đặc vụ Kay đuổi theo lên tầng thượng thì chạm mặt với thằng Boris. Khi nó chuẩn bị ra tay thì Jay mở cửa đúng lúc, nhờ có cánh cửa mà cả hai mới không phải về với các cụ. Kay rất hối hận vì ngày trước đã không giết thằng Boris nhưng lại không muốn Jay tham gia vào vụ này. Kay về nhà ôm súng chờ thằng Boris tới nhưng... Sáng hôm sau Jay tới thì người mở cửa không phải là Kay. Lạ à nha, Jay về căn cứ hỏi sếp thì cả hai phát hiện ra có ai đó đã thay đổi quá khứ. Ai có thể làm việc này nhỉ? Thằng Boris chứ còn ai nữa. Để giải quyết việc này, Jay phải sử dụng đồng hồ để quay trở lại 20 năm trước để tìm Kay hồi trẻ. À may quá, anh đây rồi. Sau khi tỉnh lại, Jay đã kể hết mọi chuyện cho Kay nghe. Thằng này như vậy là láo quá, anh em mình cùng đi bắt nó nhé. Buổi tối, hai người tìm thấy một thanh niên có thể nhìn thấy tương lai tên là Griffin. Khi cô cậu đang cho hai người xem về tương lai của trái đất thì thằng Boris tới bắt người đi. Đừng lo vì Kay đã có siêu xe để đuổi theo nó rồi, mặc dù hơi khó điều khiển một tí nhưng vẫn đuổi kịp. Bắn chuẩn đấy nhưng vẫn chưa bắt được thằng Boris đâu nhé.
Griffin nói cho hai đặc vụ biết cách thiết lập quả cầu Agnes, cần phải phóng quả cầu lên không gian thì nó mới hoạt động được. Thế thì chúng ta cùng đi nhé. Còn thằng Boris, nó cũng quay trở lại quá khứ để gặp chính nó 20 năm trước để bàn kế hoạch đối phó với hai đặc vụ. Tất cả gặp nhau tại bệ phóng tên lửa, đặc vụ K phải đối phó với Boris hồi trẻ, còn đặc vụ J phải đối phó với Boris của tương lai. Tuy đánh nhau ngu hơn nó nhưng Jay lại có thiết bị quay ngược thời gian, có cái này thì còn sợ gì mà không táng cho nó một phát nhỉ. Cùng lúc đó đặc vụ K cũng bắn cụt một tay của thằng Boris hồi trẻ, cả hai đều bị hạ rồi, giờ chỉ còn việc gắn quả cầu và tên lửa để nó được phóng đi thôi. Tên lửa thì được phóng đi ngon lành rồi, chỉ có điều thằng Boris vẫn sống thôi, úi sợ quá cơ cao mạ. Anh em thích phần phim nào nhất trong 3 phần phim đặc vụ áo đen mà Mọt vừa kể? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you chịch chịch. Bye bye!